Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy hướng dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 2 sức kết nối chi thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm, các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài 36 bài ôn tập chung, tiết số 2. Giờ mình sẽ làm câu số 1, phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nha. Câu số 1 này mình sẽ phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A trước. Như vậy mình sẽ quan sát 4 đồng hồ. Đồng hồ M, N, E và G. Đồng hồ M kim ngắn mình thấy là vượt qua số 2 một chút, có nghĩa là hơn 2 giờ. Kim dài chỉ số 3 có nghĩa là 2 giờ 15 phút. Tiếp theo là đồng hồ N, kim ngắn chỉ số 5, kim dài chỉ số 12, có nghĩa là đúng 5 giờ. Giờ kia đồng hồ này là đồng hồ điện tử. Số đầu tiên là 14, có nghĩa là 14 giờ. 2 chấm, số tiếp theo là 15, có nghĩa là 14 giờ 15 phút. Và đồng hồ tiếp theo sẽ 16, 2.00, có nghĩa là đúng 16 giờ. Như vậy người ta hỏi là hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều là. Như vậy là hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều là đồng hồ nào? Thì mình thấy là buổi chiều thì đồng hồ E là 14 giờ 15 phút. Còn đồng hồ M sẽ là 2 giờ 15 phút. Như vậy nếu là buổi chiều thì đây là không phải là 2 giờ mà sẽ là 14 giờ. Mình sẽ lấy 2 giờ cộng khi 12 sẽ là 14 giờ. Như vậy đồng hồ này buổi chiều sẽ chỉ là 14 giờ 15 phút. Đồng hồ này cũng chỉ là 14 giờ 15 phút. Như vậy là hai đồng hồ này chính là M và E nha. Mình sẽ quan sát đáp án A, B, C thì M và E chính là đáp án C. Như vậy là câu A mình sẽ chọn đáp án C, đúng không? Hai đồng hồ đó sẽ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều. Hai đồng hồ chỉ cùng thời cùng giờ vào buổi chiều, đúng không? Như vậy đồng hồ M và E sẽ cùng chỉ 14 giờ 15 phút vào buổi chiều nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Câu số B thì mình có đường gấp khúc A, B, C, D, đúng nè. Đoạn AB là dài 4 cm nè. Đoạn BC dài 4 cm. Đoạn CD thì dài 5 cm. Ở đây người ta hỏi là độ dài đường gấp khúc A, B, C, D dài là bao nhiêu? 8, 13 hay là 31? Như mình muốn biết bao nhiêu thì mình sẽ cộng là thôi đúng. Chứ hết mình sẽ lấy 4 cộng 4 và cộng cho 5. 4 cộng 4 thì bằng bao nhiêu? 4 cộng 4 thì bằng 8. 8 cộng 5 thì bằng bao nhiêu? 8 cộng 5 thì bằng 13. Như kết quả sẽ là 13 cm. Mình quan sát ba đáp án thì 13 cm chính là đáp án B. Như câu B mình sẽ chọn đáp án B nha. Đúng nè. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 viết số hết hợp vào chỗ chấm nha. Như vậy câu A mình sẽ quan sát bức tranh. Mình thấy là hai bên đĩa căng sẽ bằng nhau. Như vậy có nghĩa là trọng lượng, khối lượng hai bên sẽ bằng nhau, đúng không? Như vậy bên đây bên tay trái thì sẽ có một quả dưa hấu và quả căng 2 kg. Bên phải là một quả căng 5 kg. Người ta hỏi là quả dưa hấu căng nặng bao nhiêu kg? Như vậy là mình nhìn vô thì mình sẽ biết là dưa hấu cộng 2 kg sẽ bằng 5 kg. Như vậy muốn tính khối lượng của dưa hấu thì mình sẽ lấy 5 kg trừ 2 kg. 5 trừ 2 thì bằng bao nhiêu? 5 trừ 2 thì bằng 3. Như chỗ này mình sẽ viết số 3, đúng không? Như vậy mình sẽ có quả dưa hấu là 3 kg cộng cho quả căng 2 kg là 5 kg sẽ bằng bên này. Hai bên sẽ cân bằng, đúng không? Giờ tiếp theo là câu B. Dấu đầy 3 ca từ một can chứa đầy nước. Như vậy người ta hỏi là trong cái can này sẽ còn lại bao nhiêu lít nước nha. Như mình thấy là cái can này người ta để là 10 lít nước nè. Còn cái ca này là mỗi ca sẽ là 2 lít.
nhưng mình sẽ lấy 10 trừ 2 trừ 2 trừ 2 là mình sẽ biết được là trong cái can này sẽ còn bao nhiêu lít nước, đúng không? Giờ như mình sẽ lấy 10 trừ 2 chứ. 10 trừ 2 thì được 8, trừ tiếp cho 2. 8 trừ 2 thì được 6, trừ tiếp cho 2. 6 trừ 2 thì được 4. Như vậy là trong 4 này, trong cái can này sẽ còn 4 lít, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ viết là 4 lít nha. Như vậy là trong can sẽ còn 4 lít nước, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu số 3. Câu số 3, hưởng ứng phong trào vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường, thì lớp 2A vẽ được 17 bức tranh, còn lớp 2B sẽ vẽ được nhiều hơn lớp 2A là 8 bức tranh, và lớp 2C vẽ được 20 bức tranh. Hỏi câu A là lớp 2B vẽ được bao nhiêu bức tranh? Như vậy mình sẽ đọc kỹ là đề bài nhé. Hưởng ứng phong trào vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường, thì lớp 2A sẽ vẽ được 17 bức tranh, lớp 2B vẽ được nhiều hơn lớp 2A là 8 bức tranh, lớp 2C vẽ được 20 bức tranh. Hỏi lớp 2B vẽ được bao nhiêu bức tranh? Người ta nói là lớp 2B vẽ được nhiều hơn lớp 2A là 8 bức tranh. Mình nhớ là nhiều hơn thì mình sẽ thực hiện phép cộng, đúng không? Thì mình sẽ lấy 17 cộng thêm 8 là ra kết quả, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu A trước nha. Như vậy người ta hỏi là lớp 2B vẽ được bao nhiêu bức tranh, thì mình trả lời là số bức tranh lớp 2B vẽ được là, đúng không? Số bức tranh lớp 2B vẽ được là 17. Hoặc là các em có thể trả lời là lớp 2B vẽ được số bức tranh là cũng được nha. Như vậy mình sẽ lấy 17 cộng cho 8 nha. 17 cộng 8 thì bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm nha. Như mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 7 cộng 8 thì bằng 15, viết 5 nhớ 1. Giờ số 1 hàng chục này khi 1 là 2, kết quả là 25 bức tranh nha. Giờ đáp số câu A nha, đáp số là 25 bức tranh, đúng không? Giờ tiếp theo câu B thì người ta hỏi là lớp 2A và lớp 2C vẽ được bao nhiêu bức tranh? Như vậy là mình thấy là có chữ và thì mình sẽ thực hiện phép cộng, đúng không? Như vậy mình sẽ lấy số bức tranh của lớp 2A sẽ là 17 cộng cho số bức tranh của lớp 2C là 20. 17 cộng 20 là ra số kết quả cuối cùng, đúng không? Giờ mình sẽ làm câu số B, câu B luôn nha. Người ta hỏi là lớp 2B và lớp 2C vẽ được bao nhiêu bức tranh, thì mình có thể trả lời là số bức tranh lớp 2A và lớp 2B vẽ được là số bức tranh lớp 2A và lớp 2B, lớp 2C nha, vẽ được là 17. Như vậy mình sẽ lấy 17 cộng 20. Giờ 17 cộng 20 bằng bao nhiêu mà sẽ tính nhập thôi. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 7 cộng 0 là 7. Hàng chục, 1 cộng 2 bằng 3. Như kết quả là 37 bức tranh, đúng không? Giờ đáp số nha, là 37 bức tranh, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy, okay. Thì các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ câu số 4 mình sẽ quan sát ha. Câu A như là 71 trừ 26 bằng bao nhiêu, mình sẽ ghi chỗ này nha. Giờ 71 trừ 26 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, nhưng mà 1 nhỏ hơn 6 trừ không được. Mình sẽ lấy 11 trừ 6 thì được là 5. Mình sẽ viết 5 nhớ 1. Đúng rồi. Giờ hàng chục 7 trừ 2 được 5, 5 trừ 1 nhớ nữa còn 4, như kết quả là 45. Giờ 45 cộng 9 bằng bao nhiêu, mình sẽ ghi ở đây nha. Giờ mình cũng tính nhẩm luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 5 cộng 9 là 14, mình sẽ viết 4 nhớ 1. Giờ hàng chục này 4 này khi 1 là 5, như kết quả là 54. Tiếp theo là 54 trừ 30, mình cũng tính nhẩm luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, 4 trừ 0 được 4, viết số 4. Giờ 5 trừ 3 được 2, viết số 2, như kết quả là 24. Giờ câu B, 34 cộng 39 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 4 cộng 9 là 13, mình sẽ viết 3 như 1. Giờ hàng chục 3 cộng 3 là 6 khi 1 là 7, kết quả là 73. Giờ 73 trừ 57 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, nhưng mà 3 nhỏ 7 trừ không được. Mình sẽ lấy 13 trừ 7 nha. 13 trừ 7 thì bằng bao nhiêu? 13 trừ 7 thì được 6, viết 6 nhớ 1. Giờ hàng chục 7 trừ 5 được 2, 2 trừ 1 nhớ nữa còn 1, như kết quả là 16. Giờ 16 cộng 8 bằng bao nhiêu? Được kết quả bao nhiêu, mình sẽ ghi ở đây nha. Giờ mình sẽ tính nhẩm luôn. 6 cộng 8 bằng 14, mình sẽ viết 4 nhớ 1. Giờ hàng chục 4 này khi hàng chục 1 này khi 1 là 2, viết số 2, như kết quả là 24 luôn. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu số 5. Câu số 5 có một cái căn 2 đĩa, một quả căn 5kg và một quả căn 2kg. Hỏi chỉ dùng hai làm căn làm thế nào để lấy được 1kg từ khung gạo to. Như vậy ở đây mình sẽ có một cái căn 2 đĩa hai bên nha. Một quả căn 5kg nè, kg. Một quả căn 2kg. Hỏi chỉ dùng hai làm căn thôi nha. Thì mình sẽ lấy được 1kg gạo từ khung to vậy, đúng không? Giờ các em suy nghĩ xem mình sẽ sử dụng như thế nào. Mình có một cái căn có hai cái đĩa, một quả căn 5 kg, một quả căn 2 kg. Mình sẽ cần hai lần căn để lấy ra được 1kg gạo từ một cái khung gạo rất là to. Giờ các em suy nghĩ xem, giờ sau đó thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi làm bài này nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 5 cho các em luôn nha. Như vậy là lần căn thứ nhất thì mình sẽ đặt quả căn 2kg lên một cái đĩa. Sau đó mình sẽ lấy gạo đặt lên đĩa căn còn lại, sao cho hai đĩa căn gần thăng bằng nha. Số gạo lấy ở lần 1 thì mình sẽ được là 2kg. Thì cái phần gạo này mình sẽ đặt trong một cái túi, đúng không? Lần thứ hai thì mình sẽ đặt quả căn 5kg lên đĩa. Đặt quả căn 2kg và số gạo lấy ở lần 1 lên đĩa căn còn lại. Sau đó mình sẽ lấy khiêm gạo đặt vào đĩa căn này cho đến khi thăng bằng. Thì lúc này số gạo lấy khiêm ở lần 2 chính là 1kg gạo. Đúng không? Mình nhớ là 2kg gạo đầu tiên thì mình sẽ để cho một túi, và 1kg gạo lấy lần 2 thì mình sẽ đặt một túi riêng. Thì lúc này mình sẽ được 1kg gạo cho một cái túi riêng. Đúng không? Như vậy là sau khi hai lần lấy thì mình đã lấy được 1kg gạo nha. Như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ như là thầy sẽ giảng lại chỗ này một chút nha. Mình sẽ đặt quả căn 2kg lên đĩa.
Lấy gạo đặt lên đĩa cân còn lại sao cho hai đĩa cân hàng bằng. Số gạo lấy ở lần 1 sẽ là 2 kg. Và số gạo này mình sẽ đặt ở một cái túi riêng nha. Lần cân 2 thì mình sẽ đặt bẻ cân 5 kg lên trên một cái đĩa. Đĩa cao qua đĩa cân còn lại thì mình sẽ đặt bẻ 2 kg và số gạo lấy ở lần 1. Đúng không? Mình thấy là chưa hàng bằng. Sau đó mình sẽ lấy khiêm gạo đặt ở trên đĩa cân này cho hàng bằng. Thì số gạo lấy khiêm đó ở lần 2 chính là 1 kg. Đúng không? Và 1 kg mình sẽ để túi riêng nha. Như vậy là mình xong câu số 5. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dễ hiểu muốn khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nha. Càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.